khó đôi ba lần anh bước đến thật gần nhìn thấy em đang cùng ai âu yếm ân cần anh vội quay đi không một lần sợ làm phiền đến em thôi thầm chúc cho em đã đông bên lên ngập ngừng chưa dám đến.
chẳng thể chữa trị cho em.